Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái máy karaoke trong tầm giá rẻ, khoảng 1 triệu đồng thôi, mà mình mua cách đây cũng hơn nửa năm hơn các bạn. Giờ mình cũng nhớ để review cho các bạn nè. Ok, thì cái máy này nó có 3 màu ha, màu hồng, màu đen và màu vàng ha. Cái máy này có cái mã là SDRD ha. SDRD đây. Cái hộp của nó như thế này nha. Đó. 3 màu nha. Đấy. 3 màu. Đấy. Thì cái máy này chứ không có chỉnh giọng bao nhiêu ha các bạn, không có chỉnh giọng được, chỉ là máy karaoke bình thường thôi, hai mic thôi. Ok, bên trong hộp là gì? Các bạn hãy xem nha. À, gỡ hai cái miếng này ra. À. Bên trong hộp các bạn sẽ bất ngờ lắm. Là không có gì hết. Ok, mình ở đây sẵn thôi nha. Ok, thì bên trong hộp cái thứ mà các bạn không thể thiếu được trong bất kỳ cái hộp nào đó là cái sách hướng dẫn sử dụng thôi các bạn. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây, sách hướng dẫn sử dụng nè. Một đây là phiên bản tiếng Anh ha. Đây là phiên bản sách hướng dẫn tiếng Anh. Mà cái máy này dạc cũng chả cần phải ngập hướng dẫn sử dụng đâu. Còn máy này là tiếng Tàu hay tiếng gì đó, tiếng Tàu. Bỏ cái này qua bên đi, cái này không xài tới đâu. Máy này cũng dễ xài lắm, mình toàn coi liếc mà hiểu liền. Đây là một cái cọng dây à, cọng dây hai đầu nè, jack audio nè, để các bạn cắm vô cái máy đó. Bây giờ các bạn hãy cắm vô tivi hay là cắm vô cái gì đó cũng được à. Ví dụ cái máy này sạc kết nối bằng Bluetooth, hoặc là cắm dây vô tivi, hoặc là kết nối với tivi cũng được. Nói chung là bật Bluetooth, các bạn bật Bluetooth đi, bật Bluetooth cho nó dễ ha. Đấy. À, đây là hai cái mic ha. Okay. Cái mic các bạn có thể thấy cái mic nè, đó, màu vàng khá là đẹp ha. Thì sạc pin các bạn thấy là các bạn có thể sạc pin ở chỗ này ha. Đó, cái đó. Đây là cổng micro USB nha. Các bạn dùng sạc điện thoại bằng cổng micro USB á, thì các bạn cắm vô sạc bình thường thôi. À, nút volt nè, âm lượng tăng nhỏ nè, độ vang này nọ đồ ở đây ha. Đó. Nút on off nè, bật lên các bạn thấy nó đen màu xanh, khi mà các bạn hát các bạn thấy nó màu đỏ thì nó sẽ hết pin, các bạn sạc pin được rồi. Mà các bạn nhớ là các bạn sạc pin là các bạn sạc luôn cái cục máy nha. Lát nữa mình sẽ cho các bạn cái cục máy xong. Đây là chức năng funny, là chức năng vui nhộn á. Mấy chức năng này mà bình thường cái chức năng này mà các bạn không xài đâu, các bạn không xài tới đâu, các bạn chỉ bằng bật lên mà và chỉnh hai cái chỗ này lên xuống để hát thôi được rồi. Đây, các bạn nhắm sờ vào cái mic nè. Đây. Ok. Tiếp theo là cái máy. À, cái máy được đựng trong cái này nha. Đây là cái máy đây. À, mắc cú nha các bạn, SDRD ha. À, CC nha. SDRR ha. À, hai con mắt khá đẹp ha. À. Cái lo của nó thì được phát trực tiếp bằng mắt chỗ này ha, nó lo nó ấy ha. Còn ở trên phòng trước của nó nè, các bạn có thể thấy nè, tăng giảm năng lượng nè, volume nè, tăng giảm năng lượng, chức năng mode nè, mấy cái chức năng music nè, các bạn ba cái này thì cũng không cần tới đâu. Mấy cái nút bên đây thì chỉnh có thể là hát không nhạc này nọ, ví dụ bấm vô này nọ đâu, nút chuyển bài nè, này nọ đâu. Là đa số là các bạn kết nối Bluetooth bằng cái máy này với Bluetooth bằng với điện thoại á, các bạn chỉnh trong điện thoại luôn, mà chả cần chỉnh trong này đâu, hay là máy tính này nọ đâu. Ở phía trên thì nó có hai cái lỗ để chọt hai cái một cái đầu máy lên á, cái đầu ok lên á. Mình cho lấy một cây để mình ví dụ cho mình lấy hai cây. Ok, mặt sau thì như nào? Mặt sau là nút on off mà các bạn. Mặt sau đây, mặt sau nút on off nè. Đây là cái cổng 5V DC 5V là để sạc pin máy dùng, các bạn dùng sạc điện thoại, dùng cái cổng micro USB để các bạn sạc nè. Còn đây là cái đèn để
báo 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 pin nè, đây là cổng micro USB nè, đây là cái khe hệ thẻ nhớ nè, TF nè, đây là cái cọng dây dài dài nãy mình chỉ các bạn nè, này cọng dây này để cắm vô đây nè, xong rồi cắm vô máy tính hay cắm vô cái gì đó, cắm vô máy tính, cắm vô cái cổng máy tính này, vô giờ TV, cắm vô điện thoại cũng được nữa. Nhưng mà đa số là các bạn chỉ cần bật cái máy lên, các bạn thấy nè, bật cái máy lên, bật lên này các bạn thấy Bluetooth mail, có nghĩa là chế độ Bluetooth đã bật rồi ha các bạn. Khi các bạn bật lên thì nó tự động, khi các bạn bật cái nút on lên thì nó sẽ tự động bật chế độ Bluetooth lên. Lúc này các bạn chỉ cần bật điện thoại và chức năng Bluetooth là các bạn đã có thể hát rồi, hoặc là TV hay cái nối TV này đó Bluetooth đó. Khi mà các bạn sạc pin thì đèn nó sẽ cháy lên, còn bây giờ thì nó đèn lên cái rồi, nó bắn nút đèn ở đây nè. Ok, đèn nó cháy rồi nè, các bạn thấy xanh đó. Thì lúc này á, các bạn cũng bật cái mic lên luôn, bật cái mic lên luôn. Đó, các bạn nghe tiếng chưa? Alo. Alo, alo, alo. Đó. Alo, alo. 9 10 bộ đàm giao xin. Đó, các bạn có thể nghe, các bạn có thể nghe tiếng này. Các bạn có thể nghe được cái độ vang của nó hả? Cái này là mình chưa chỉnh nhạc nữa đó. Anh thanh niên năm 2030 đi rồi, sáng mua 5.000 số với tôi 3.000 trả. Đó, các bạn có thể... Đó, thì các bạn có thể thấy đó. Khi mà có nhạc đó thì nó sẽ như thế nào đúng không? Đây là một cái máy trong... Đây là một... cái máy này sản xuất ở bên Trung Quốc nha các bạn. Made in China. Để mình thật nó. Ok. Đây là máy S, đây là máy SDRD, model của nó là SD306 ha. Output của nó là 10W. Nói chung là 10W cộng với 20W á. Sức mạnh của nó, power của nó là pin của nó là 9V, 1800A. 1800A giờ. Kích thước là bài kích thước lo của nó là 3 inch ha. Ngày sản xuất của nó là tháng 1 2019, mình mua cái đây cũng khá lâu rồi đó. Nè các bạn thấy nè, đây là cái tem mà hàng cái tem mà các bạn đó, mình mua khoảng 1 triệu hay sao mình cũng nhớ nữa, mà tầm giá của đó bây giờ chắc nó giảm giá rồi. Thì đây là cái lo mà các bạn có thể hát karaoke cái đó Bluetooth cũng khá là ổn ổn đó. Nó không có chức năng chỉnh giọng gì nhiều đâu, các bạn hát như thế nào thì giọng thật các bạn có ra như đó rồi. Những clip mà mình karaoke mà clip đó mình có up trên kênh của mình đó, các bạn có thể vô nghe thử chất âm của nó như thế nào ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip đến đây ha. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chiếc máy này hay cách sử dụng của nó, các bạn cứ comment dưới mình sẽ trả lời các bạn nhanh nhất có thể ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này ha. Nếu các bạn thấy hay và thấy hay và thích video này, các bạn nhớ là đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ video này đến cho mọi người được biết ha. Rồi, hẹn các bạn đến video, hẹn các bạn đến những video tiếp theo ha. Rồi, chào các bạn, bye.